Xin chào bạn Quỳnh Hoa và tất cả các bạn. Hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài toán ở trong sách bài tập. Đó là bài 44, sách bài tập trang 14. Đây là yêu cầu của bạn Quỳnh Hoa. Bạn Quỳnh Hoa chú ý cái dạng toán này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn chú ý nội dung bài toán này. Hai người thợ cùng xây một bức tường. Trong 7 giờ 20 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai xây được 3/4 bức tường. Hỏi mỗi người làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong bức tường? Thế thì đọc cái bài toán này lên thì các em thấy nhận xét thấy ngay rằng có hai người thợ cùng xây một bức tường. Rõ ràng đây là bài toán làm chung làm riêng. Cái dạng làm chung làm riêng các em lưu ý là như thế. Vì sao hai người thợ cùng làm chung một công việc hay là hai người thợ cùng xây một bức tường thì là như nhau thôi. Xây một bức tường cũng như là làm một cái công việc nào đó. Thế thì để giải quyết cái bài toán này ấy, thì là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta khá nhiều những cái dạng toán, những cái bài toán liên quan đến cái dạng toán này rồi. Hôm nay vì bạn Quỳnh Hoa chưa hiểu, do đó là thầy sẽ cố gắng sẽ giảng lại một lần nữa và chú ý cho bạn lưu ý cho thầy những cái vấn đề chính. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý một vài cái mấu chốt cộng cái lập bảng, sau đó chúng ta sẽ giải bài toán một cách bình thường. Các bạn xem thầy hướng dẫn này. Hướng dẫn cái mấu chốt của vấn đề này, mấu chốt của vấn đề là thứ nhất là cái năng suất. Nhân với cái thời gian hoàn thành công việc. Thời gian hoàn thành công việc là bằng 1. Năng suất là gì? Năng suất là cái phần việc mà cái người thợ hoặc là cái đội sản xuất hoàn thiện được trong một đơn vị thời gian. Và cụ thể đây, ví dụ như ở bài này là đơn vị đây chúng ta sẽ quy ra giờ, các em lưu ý. Đây là 7 giờ 2 phút, chốc nữa chúng ta sẽ phải đổi ra giờ. Đây là 6 giờ, thì ví dụ thế, 5 giờ. Đấy là năng suất, là phần việc làm trong một đơn vị thời gian, ở đây là trong 1 giờ. Nhân với thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành chính là cái thời gian mà đề bài hỏi đây này. Đấy. Đây này, hỏi mỗi người làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong bức tường. Chốc nữa bài hỏi gì ta đặt cái đấy là ẩn, tức là ta sẽ đặt cái thời gian hoàn thành này là ẩn. Thì sau khi nhân năng suất nhân thời gian hoàn thành thì phải xong công việc thì chính là phải bằng 1. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là cũng năng suất. Năng suất nhưng mà lại chỉ là nhân với cái thời gian làm việc thôi. Cái thời gian làm việc, làm việc cụ thể thì ra được cái phần việc. Đấy. Thì các em lưu ý ở đây này, hai cái thời gian này là khác nhau. Cái thời gian này là thời gian hoàn thành công việc, có nghĩa là cái thời lượng thời gian để đủ để người ta làm xong công việc. Đấy. Thế còn cái thời gian này là cái thời gian thực tế theo đề bài người ta ra ở trong đây. Ví dụ như cái thời gian này, ví dụ như là 6 giờ này hay là 5 giờ này là chính là cái thời gian này. Còn cái thời gian hoàn thành là người ta đang hỏi. Đấy. Và ở đây là nó là bằng cái phần việc, tại vì là cái thời gian này là chưa đủ để hoàn thành công việc. Thì nó chỉ là, cái này chỉ là bằng phần việc thôi. Đấy là hai cái công thức này là các em cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ lập ra một cái bảng. Các em lưu ý, bây giờ chúng ta chỉ cần lập ra cái bảng gồm 2 dòng 2 cột. Bây giờ chúng ta ghi cái bảng này. Bảng. Thế thì chúng ta sẽ chia làm 2 cột. Cột thứ nhất là năng suất. Cột thứ nhất là năng suất. Năng suất. Và cái cột thứ hai của chúng ta là chúng ta ghi là chính là cái thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành. Đấy.
sau khi chúng ta ghi xong hai cái cột năng suất và thời gian hoàn thành này rồi, chúng ta sẽ ghi hai dòng. Đó là gì? Dòng thứ nhất là người một, người thợ thứ nhất, người một. Dòng thứ hai chúng ta ghi là người hai, là người thợ thứ hai. Thì y hệt như cái mà thầy đã hướng dẫn cho các bạn ở các cái bài giảng trước đấy, về cái dạng toán làm chung làm riêng này đấy. Thế thì bây giờ các em lưu ý như sau này: bài hỏi gì ta đặt ẩn ở cái đấy, bài hỏi là hỏi mỗi đội làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong công việc, thì đấy chính là hỏi cái thời gian hoàn thành đấy, là xong như này thì xong này. Đây ở đây là cụ thể là xây bức tường thì phải thì xong bức tường, thì hỏi gì là đặt ẩn ở cái đấy. Vậy thì ta đặt người một thời gian hoàn thành công việc người một là x, ta đặt thời gian hoàn thành công việc của người 2 đã là gì nhỉ? Là y. Đây là thời gian hoàn thành, tức là cái x này chính là gì nhỉ? Chính là cái thời gian mà người thứ nhất hoàn thành công việc, tức là xây xong bức tường. Đây là thời gian một mình người 2 xây xong bức tường. Đấy. Thế là các em lại nhìn một cái công thức ở bên trên thầy ghi này: năng suất nhân thời gian hoàn thành thì bằng 1. Vậy thì khi năng suất là bằng gì? Bằng x, thì năng suất sẽ bằng 1 chia cho gì? 1 chia cho x. Đấy, cái này là 1 trên x. Đây là thời gian hoàn thành khi là y, thì đây này, năng suất nhân thời gian hoàn thành là 1, thì ta lấy năng suất thì bằng 1 chia thời gian hoàn thành là 1 trên y, đúng không? 1 trên y. Đấy, thế là xong cái bảng. Bây giờ chúng ta phân tích cái đề toán này, sau đó là áp dụng cái công thức số 2, tức là năng suất nhân thời gian làm việc này bằng phần việc, là chúng ta sẽ lập ra được cái hệ phương trình. Đấy. Thứ nhất ý, là chúng ta phân tích là cái đơn vị này. 7:20 12 phút. 12 phút là các em phải đổi ra đó là bằng 1/5 giờ, đúng chưa? 1/5 giờ. 1/5 cộng với 7 giờ là 35/5, đúng không? 35/5 cộng 1/5 là 36/5. Thì cái này các em sẽ đổi ra cho thầy là, đổi ra đây là 36/5 giờ. Và cái này là 6 giờ để nguyên, cái này 5 giờ cũng để nguyên, đúng chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ các em quan sát này, ta sẽ sử dụng công thức năng suất nhân thời gian làm việc là bằng phần việc. Đây, năng suất này. Thì bây giờ chúng ta dựa cái giả thuyết thứ nhất này, bây giờ theo đề bài nhá, ta ghi nhanh này, theo đề bài. Đề bài ta có hệ như sau này. Cái giả thuyết thứ nhất là hai người thợ cùng xây một bức tường trong 30 đổi nhá, đổi là 36/5 giờ thì xong. Đấy. Thì xong có nghĩa là khi nhân năng suất nhân với thời gian thì sẽ phải đọc 1. Vậy thì người ta nói như này là hai người thợ cùng xây trong 36/5 giờ, có nghĩa là người thứ nhất cũng làm trong 36/5 giờ, người thứ hai cũng làm trong 36/5 giờ. Đấy. Thế thì bây giờ ta sẽ này, năng suất của người thứ nhất này là bằng 1 trên x này, nhân với thời gian của người thứ nhất 36/5. 36/5 thì năng suất nhân với thời gian, đây năng suất nhân với thời gian thì ra công việc, đây là phần việc, năng suất nhân thời gian thì ra phần việc này, đây là phần việc người thứ nhất, cộng với năng suất người thứ hai nhân với người thứ hai cũng là 36/5 giờ, 36/5 giờ thì ra được phần việc người hai, đây là phần việc người thứ nhất, đây là phần việc người hai, và phần việc người thứ nhất cộng phần việc người thứ hai là ra phần việc cả hai người. Thế thì hai người làm chung và làm xong công việc, đây làm xong, làm xong, làm xong có nghĩa là công việc đã hoàn thành, tức là bằng 1. Vậy thì thằng này cộng thằng này lại có bằng 1. Đấy, 1 nhá. Cái phương trình thứ hai các em lưu ý này, cũng năng suất nhân thời gian thì ra phần việc. Thế đây, năng suất người thứ nhất là 1 trên x này. Đây, người thứ, nếu này, người thứ nhất làm trong 5 giờ. Đấy, thì năng suất người thứ nhất này nhân với giờ của người thứ nhất là 5 này. Đấy, là ra phần việc người thứ nhất, cộng với năng suất người 2 là y này, 1 trên y này, nhân với, đây, người thứ hai làm trong 6 giờ. Đấy, thì nhân với gì? Nhân với 6. Đấy, thì cái này sẽ là bằng bao nhiêu?
cái này này, đây này, thì cả hai xây được 3/4 bức tường. 3/4 bức tường thì chứng là chưa xây xong, chỉ bằng 3/4 thôi, đúng không? Không thể bằng 1 như đây, vậy thì cái này là 3/4. Đấy. Và đến đây các em sẽ dễ dàng coi cái này là gì? U, cái này là gì? V này. Đấy, thì ta sẽ được là gì nhỉ? 36/5 U cộng 36/5 V là bằng 1. 5 U cộng 6 V là bằng 3/4. Và chúng ta sẽ giải ra U và V theo cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đấy, thì ví dụ thầy sẽ đặt ở đây nhá. Đặt ở đây này. 1 trên X là U này. 1 trên Y là gì nhỉ? Là V này. Đấy, thì cái này sẽ được là gì nhỉ? 36/5 U cộng với 36/5 V là bằng 1 này. Và cái này là bằng 5 U này. 5 U cộng với 6 V là bằng 3/4. Và đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ẩn U và ẩn V. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải cái này, ta bấm máy tính, đúng không? Các em có thể giải bằng phương pháp thế, phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ bấm máy tính cho nhanh. Này, 1 này, 5 này, 1 này. Bây giờ ta nhập này, 36/5 này, 36/5 này, 36/5 tiếp này, đây này, 36/5 tiếp này, 1 này, đây là 5 này, 6 này, đây là 3/4 này. Đấy. Và kết quả ta cho U là bằng, ta thấy là U là bằng 1/12, V là bằng 1/18. Và từ đây ta suy ra, đấy, U là bằng 1/12 mà U bằng 1 trên X, tức là 1 trên X bằng 1/12. Vậy thì suy ra X sẽ là bằng 12. Và Y, các em lưu ý nhé, V là 1/18 và V lại bằng 1 trên Y, vậy Y bằng gì? 18. Vậy ta kết luận lại là X sẽ bằng 18, Y sẽ bằng, thầy xin lỗi, X là bằng 12, Y bằng 18. Vậy thì bài toán đã được giải hoàn thành. Thì thời gian mà người thợ thứ nhất làm một mình sẽ là 12 giờ. Và thời gian để người hai hoàn thành công việc, tức là xây xong bức tường, đó là 18 giờ. Thì các em lưu ý cho thầy như này. Thì thầy hy vọng là qua cái bài giảng này thì bạn Quỳnh Hoa sẽ hiểu được cái cách làm của bài toán. Nhớ là có hai cái mấu chốt này và hai cái thời gian này phân biệt nhau. Đấy. Thì các em nằm ra cái bảng này giải hệ một cách đơn giản thôi. Nhưng mà các em lưu ý đây là thầy hướng dẫn cái bảng này ấy, là nó nằm trong cái việc là chúng ta phân tích bài toán và nháp. Còn khi giải bài toán cụ thể thì chúng ta chỉ để ra cái này nháp này, còn thì chúng ta sẽ gọi ẩn và đặt ẩn bình thường. Ví dụ ta gọi X là thời gian hoàn một mình tường thợ thứ nhất hoàn thành bức tường, Y là người thợ hai hoàn thành bức tường, hoặc là người ta ghi là X, Y lần lượt là thời gian mà độ người một người hai hoàn thành bức tường chẳng hạn. Thế xong rồi suy ra đến năng suất này, xong rồi theo thời gian ta có cái hệ phương trình này tương ứng với từng cái nếu một này, là ta sẽ ra được bài toán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.